Xin chào các bạn, tôi là Tô Quốc Nghi. Cách đây 6 năm tôi đã có một quyết định cực kỳ mạo hiểm. Đó là từ bỏ một cái nghề gọi là nghề giáo viên, một cái nghề rất là ổn định, để tiến tới một nghề khác nó có những rủi ro hơn. Và hiện tại bây giờ tôi cảm thấy điều lựa chọn của tôi là đúng đắn. Đó là nhân vật của khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay, anh Tô Quốc Nghi, một trong những nhà sưu tầm mô hình đồ chơi hàng đầu Việt Nam với thương hiệu FM Shop. Phần lớn chúng ta sẽ nghĩ rằng sưu tầm đồ chơi mô hình liệu đó có phải là một đam mê tức thời? Nhưng anh ấy đã có hơn 11 năm cùng sưu tầm và sở hữu cho mình với khối tài sản là hơn 500 mô hình đồ chơi với giá trị cực lớn. Và ngày hôm nay trong khoảnh khắc cuộc đời, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe câu chuyện của anh Tô Quốc Nghi với phần kết nối của người dẫn chương trình Quỳnh Hoa trong khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nhân vật mà chúng ta gặp ở ngày hôm nay rất là thú vị. Với 11 năm sưu tầm đồ chơi và nhìn những cái món đồ chơi trên sân khấu này thì thực sự là ngay như Hoa này, một người không phải là trẻ con, cũng không phải là một người thích sưu tầm đồ chơi, nhưng mà nhìn là thấy thích rồi. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà được trò chuyện cùng với bạn Quốc Nghi. Nói về cái khoảnh khắc 11 năm sưu tầm thì chúng ta phải nói ngược về phía trước đã. Tức là khi mà em quyết định không dạy học nữa và chuyển sang một cái niềm đam mê mà em biết trước là nó sẽ có rất nhiều rủi ro, thì cái lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Khi mà mình quyết định không dạy học nữa thì nó rất là khó khăn. Giống như là mình đang ở một cái vùng an toàn vậy, mình sẽ bước ra một cái vùng nó không an toàn nữa. Thì đó là một cái quyết định rất là khó khăn với mình luôn. Nhà của em thì là nhà giáo nữa, nên khi mà em quyết định như vậy thì ba mẹ cũng phản đối rất là nhiều. Nhưng mà em đã nghĩ rồi, nên em quyết định là mình sẽ phải thay đổi. Mặc cho những cái phản đối hay như thế nào thì em vẫn quyết định là em sẽ nhảy ra một cái vùng khác để mình có thể biết được là mình đến đâu. Chị nghĩ rằng có rất là nhiều bạn trẻ có chung một cái suy nghĩ như em, tại vì chị cũng đã từng trò chuyện với nhiều bạn và nói rằng là em không có muốn ở trong cái vùng an toàn, không có muốn ở trong những cái gì mà ba mẹ đã xếp đặt cho mình, và em muốn mình vươn lên bằng một cái gì đó khác, bằng niềm đam mê của mình. Vậy thì thời điểm mà em chuyển hướng như vậy á, chắc chắn phải có nhiều khó khăn đúng không nào? Có rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là mình là một trong những người đi đầu luôn để kiếm những cái sản phẩm này vào Việt Nam, và tại vì những ngày mà đầu tiên tất cả những thứ này nó về đây rất là khó khăn, nơi để kiếm những cái này cũng khó nữa, thì em phải mày mò học hỏi và tìm kiếm, thậm chí là mất mấy tháng trời mới kiếm được cái món mình thích. Và cái giá cả nữa, hồi xưa thì là giáo viên nghèo, làm sao mà mình có thể sở hữu được cái đó, thì mình phải để dành rồi phải đi làm kiếm thêm rồi này nọ, rất là nhiều thứ để mà mình có thể theo đuổi được đam mê này. Chắc chị hỏi chút nha, tức là những cái món đồ này toàn là phải nhập khẩu vào Việt Nam hay là có thể mua được ở trong nước? Đa số là mình sẽ nhập khẩu, tại vì Việt Nam mình hiện tại chưa có đơn vị nào có đủ khả năng tự làm những cái sản phẩm của mình được. Và em đã quyết định là em phải đi tìm, có thể là lên mạng hoặc là nhờ người quen để tìm những cái món đồ này đúng không ạ? Sưu tầm có thể lúc đầu là do sở thích thôi, nhưng mà sau đó thì em lại chuyển sang một cái hướng kinh doanh những cái món đồ chơi này và cái việc mà mở cà phê của mình. Lúc mà mở cà phê như vậy là em xác định là cái nào sẽ là cái chính của mình? Thì ngay từ đầu thì em đã xác định là mình sẽ kinh doanh những cái này là chính rồi. Còn cà phê của em là nó định hướng là để cho những người đam mê có nơi để họ về, nơi mà những cái người thích sưu tầm người ta có thể ngồi ở đó để mà có thể nói chuyện với nhau. Có những cái người mà họ thích và họ đến họ trao đổi những cái món đồ chơi với em hay không? Nhà sưu tập thì ít khi họ trao đổi những cái món họ kiếm được lắm, tại vì đồ sưu tập thì nó đối với họ rất là quý, nên em chưa bao giờ em trao đổi đồ sưu tập của em. Có bao giờ em nghĩ nó giống như là đi sưu tầm đồ cổ không? Đúng rồi chị, rất là giống đồ cổ, tại có những món đồ là tuổi bằng em luôn á. Năm anh em sưu nhân hồi xưa là năm 1993, tức nghĩa là bây giờ là 27 tuổi rồi, đã được coi là đồ cổ rồi. Những cái món này người ta sẽ có ghi xuất xứ và năm sản xuất, và một cái nữa là phải là trong ngành đó, chúng ta mới có thể là không có lầm được. Thực ra thì đồ này vẫn có những món đồ không phải là đồ thật, hoặc là cái xuất xứ nó sai. Nếu em là người sưu tập thì em sẽ biết được những cái đó. Phải chăng là những cái món đồ này thường nó sẽ đi theo một cái bộ phim bom tấn nào đó, hay là nó liên quan tới một cái gì thì mới có những món đồ như thế này hả em? Dạ đúng chị, tất cả những sản phẩm này là đều liên quan đến một bộ phim nào đó, hoặc là phim hoạt hình, hoặc là truyện tranh, hoặc là rất là nhiều thứ. Chị có thể thấy ở đây là những cái phim có thể chị đã từng coi rồi. Cái công việc của mình hiện nay, nếu mà trên một cái thị trường như này ở Việt Nam, thì em định vị cái vị trí của mình như thế nào? Thì em cũng chỉ là làm vì đam mê thôi, đem truyền lửa đến mọi người là ở Việt Nam mình cũng có những cái nơi để bán những sản phẩm này. Tại vì nơi của em cũng là một nơi để giao lưu với những bạn bè quốc tế nữa. Có rất là nhiều khách hàng quốc tế và cả những vlogger cũng như là những tác giả của những cái bộ mô hình này. Rất là thú vị đúng không nào? Vậy thì khi mà em mở cái cà phê của mình ra này, giới thiệu và trưng bày những cái sản phẩm này, thì cái lượng người đến với em đã cảm thấy đủ chưa? Và công việc kinh doanh của em nó có bù đắp lại với cái niềm đam mê? Bởi vì chị biết là có những cái món đồ em bỏ ra rất nhiều tiền đúng không ạ?
Thực ra đủ hay không đủ là do bản thân mình thôi, chỉ là mình thích thôi, mình đam mê và mình có thể dùng cái số tiền mình kiếm được để mình duy trì cái đam mê của mình là vui rồi hả? Nhưng mà làm sao mình định giá được một món đồ chơi này? Định giá thì nó rất là dễ, nó cũng như là những sản phẩm thị trường thôi ạ. Cái không có vấn đề, nó khó khăn giống như là đồ cổ đâu ạ. Nhưng mà trong những cái món đồ chơi này thì cái món đồ nào là món đồ em thích nhất? Món em thích nhất thì nó không có bự, nó nhỏ thôi nên khi chân lên đây thì nó lại không đẹp ạ. Nhưng mà vì sao em lại thích? Đó là món đầu tiên em mua ạ. Một siêu nhân của Nhật, mình hay gọi là siêu nhân dế. Đó là món đồ đầu tiên mà em sưu tập bằng tiền đi làm hay là tiền ba mẹ cho? Trước giờ em mua đồ là đều tiền em đi làm ra chứ không có xin tiền ba mẹ. Em có ngại không nếu mà bật mí ra thử, chẳng hạn như ví dụ như những cái món đồ mà trên sân khấu này thì nó sẽ trị giá như thế nào? Đã là đồ chơi rồi thì nó sẽ rất là muôn hình vạn trạng, mấy ngàn cũng có, mấy chục ngàn cũng có, mấy triệu cũng có và cả mấy trăm triệu cũng có nữa. Thì những đồ chơi ở đây thì nó rất là nhiều giá nên em cũng không có thể nào nói cụ thể được. Nhưng mà ở đây có một mô hình này, một mô hình Việt Nam, đây là mô hình thánh giống, thì em có thể nói rằng đây là một mô hình mà cái giá trị của nó còn cao hơn cả giá trị hiện kim, đó là giá trị về tinh thần. Đây là hoàn toàn là do Việt Nam mình làm hay như thế nào bạn? Dạ, đây là hoàn toàn là do Việt Nam mình thiết kế và làm, công nghệ Việt Nam luôn ạ. Trong những cái món đồ của em, nếu như có một người và họ quá thích cái món đồ đó và họ sẽ trả giá gấp 10 lần cái giá em đã mua, và cái số tiền đó nó có thể giúp em trang trải được những cái chi phí kinh doanh của mình và em có thể mua được thêm nhiều những món đồ chơi khác, thì em có sẵn sàng hy sinh cái món đồ chơi đấy hay không? Một nhà sưu tập chân chính thì sẽ không bao giờ bán đi cái món sưu tập của mình. Đã có người đã từng trả cho em rất là nhiều luôn, nhưng mà em không phải bán đi, tại vì đã sưu tập, đã mất công kiếm đến sản phẩm đó là một cái quá trình mình phải quý trọng nó. Nếu mà mình dễ dàng bán đi một món thì mình sẽ dễ dàng bán đi món thứ hai, nên em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tức là em để một loại riêng, tức là một cái loại để bán và một cái loại để trưng bày, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em phân biệt rất là rõ ràng ạ. Sản phẩm của shop nó khác với sản phẩm của em ạ. Shop em thì khoảng có vài chục nghìn ạ. Yeah, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và em có thể em đặt cho mình một cái mục tiêu là tôi đến năm bao nhiêu đó tôi phải sưu tầm được bao nhiêu loại đồ chơi. Sưu tầm thì em không có cái mục tiêu nhất định ạ. Mình chỉ sưu tầm những cái thứ mình thích thôi. Đó là đam mê của em chứ em không có định hướng hay là phải mua bao nhiêu con, bao nhiêu con, bao nhiêu con. Cái đó thì nó hơi tính toán ạ. Tính toán thương mại quá. Vâng. Dạ, vâng ạ. Và chị được biết là em hiện nay đã cộng tác với những cái người bạn bè của mình để có thể làm những cái bộ phim hoạt hình liên quan tới những anh hùng Việt Nam, đúng không ạ? Đây là một dự án em chưa có công bố nữa. Thì đây không phải là phim hoạt hình mà là phim ạ. Thì em xin phép là không được bật mí nhiều, nhưng mà đó là một dự án liên quan đến trẻ thơ. Tại vì em quan niệm rằng muốn cho mọi người biết đến lịch sử Việt Nam thì bắt nguồn từ những đứa trẻ là hay nhất ạ. Khi nói về phim lịch sử thì từ xưa đến nay có rất nhiều các thể loại khác nhau, từ hoạt hình cho đến người đóng những nhân vật, những nghệ sĩ chuyên nghiệp, rồi các diễn viên hài. Nhưng mà gọi là để thật sự mà đi vào với tâm hồn trẻ thơ để cho các em nhớ hẳn á, thì cũng vẫn chưa phải là thành công. Vậy em có nghĩ là khi em lại tiếp tục với cái công việc như vậy, nó sẽ đòi hỏi em một cái số vốn rất lớn, một cái thời gian rất nhiều, cái độ rủi ro nó cũng sẽ rất là cao? Dạ đúng ạ, tất cả đều có một rủi ro, tất cả những kế hoạch kinh doanh hay là những cái dự án đều có rủi ro. Và em sẽ phải nghiên cứu những cái rủi ro đó và những cái khó khăn đó để em khắc phục, để có thể hoàn thiện hơn cái dự án của mình. Và em cũng cần kiếm được những người bạn đồng hành mà có thể thấy được tầm nhìn của em, để có thể cùng em đi đến một cái thành công nhất định. Thì ít nhất mình không có thể tạo đến thành công 10 phần thì mình cũng phải thành công được 5-6 phần. Đó cũng là thành công rồi ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người bạn đồng hành của bạn Quốc Nghi. Xin chào em có thể giới thiệu một chút về mình? Em tên là Tâm, là founder của 8K Studio, một studio làm về đồ chơi sản xuất ở Việt Nam. Hai bạn có thể nói thêm một chút về cái sự đồng hành của mình hay không? Để nói về vấn đề này thì tụi em quen với nhau khoảng 7 năm. Trong cái giai đoạn Nghi là một cái người sưu tầm gọi là đi đầu, thì em chỉ là một trong những người học hỏi thôi. Nghi có một cái ước mơ là kinh doanh về đồ chơi, kinh doanh ước mơ. Còn em thì lại có cái mong muốn là muốn tạo ra những sản phẩm của riêng tụi em, của các bạn trong nhóm của tụi em. Thì em mới nói với Nghi là ê, hay là bây giờ tôi bắt đầu cái dự án như thế này, ông có thể hỗ trợ cho tôi hết những cái phần về tư liệu. Đúng như những gì em mà mong đợi luôn. Nghi thì có một cái bộ sưu tập khổng lồ, kho tư liệu lớn, để cho tất cả các artist bên tụi em tham dự và đem về mổ xẻ, đập ra coi thử như thế nào, bên trong nước ngoài họ làm như thế nào, để từ đó tụi em làm được sản phẩm của tụi em. Tụi em có một cái tình bạn khá là lâu rồi đó, cho nên là tụi em mới có nhiều cái dự định chung với nhau trong tương lai. Chị vẫn thường hay nói là chị rất là khâm phục các bạn thế hệ 9X, bởi vì các bạn rất là trẻ trung, rất là năng động, có nhiều cái ý tưởng rất là lạ, rất là hay. Quyết định mà thực hiện những cái món đồ chơi của Việt Nam á, thì chị nghĩ là sẽ rất là khó. Tại xưa giờ thực ra nói về đồ chơi á, thì Việt Nam mình không phải là một cái thương hiệu lớn trên thị trường thế giới. Theo em thì em làm thế nào để mà trẻ con Việt Nam sẽ đón nhận những cái món đồ chơi Việt Nam? Để mà mình biết được người ta đón nhận mình hay không thì thật ra nó có nhiều cách để mình làm, nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể thành công được cái vấn đề đó. Bản thân team của tụi em đến bây giờ cũng vẫn chưa được gọi là thành công, nhưng mà gọi là để cho tụi em cảm thấy, thứ nhất là tụi em đang trẻ mà, tụi em đang sống được với những cái khát khao của tụi em trước đã, là tụi em đã thấy là tụi em đã thành công rồi. Trong cái giai đoạn tụi em đang làm thì tụi em cũng có một số lượng khách hàng và số lượng fan nhất định cho sản phẩm của bên tụi em, thì đó cũng là một cái nguồn động viên rất là lớn. Đúng như
như chị nói có rất nhiều khó khăn, nhưng mà thật sự khi mà mình bước qua rồi thì mình mới thấy thực nó đã không. Yeah. Cái thế hệ như tụi chị á thì luôn suy nghĩ trong cái đầu là có thực thì mới vượt được đạo, tức là làm gì làm thì cũng phải đảm bảo được cái chuyện kinh tế thì mình mới theo đuổi được những cái niềm đam mê được. Thì đương nhiên tụi em cũng phải luôn luôn tìm cách có một cái hướng để mà có kinh tế để mà nuôi mọi người, để mà cùng nhau thực hiện ước mơ. Qua 5 năm tụi em tồn tại được, tụi em phát triển được thì đến bây giờ em cũng cảm thấy được là cũng đã có thực rồi. Dạ. Cho nên thì cũng đang cố gắng để cố gắng được đạt được đạo đây. Bước đầu thì rất là khó khăn, là những cái giai đoạn đầu mà Tâm làm những cái con mô hình nó rất là khó khăn, Tâm phải bỏ ra rất là nhiều chi phí, thậm chí là thiếu nợ này nọ rất là nhiều, nhiều khi cũng than thở với lại bên em, nhưng mà Tâm quyết định phải làm được con đó. Tâm cũng tâm niệm là người Việt mình rất là giỏi, tại sao mình không làm được như người nước ngoài. Em cũng có suy nghĩ cùng như vậy nên em mới quyết định là cùng đồng hành với Tâm. Em với Tâm đã từng lăn xả rất là nhiều luôn, đã từng có rất là nhiều sản phẩm không có được đẹp như vậy đâu. Đây là thành quả của 5 năm, chứ những sản phẩm lần đầu tiên em đi mà đi liên hoan phim quốc tế, em đã từng đi, em đi chào rất là nhiều nơi luôn. Về sản phẩm nó như là nó chưa được chỉnh chu đâu, thì những cái vấp ngã đó họ chê này nọ thì mình coi như là bài học để về nói Tâm ơi, phải làm tốt hơn. Thì đó là những cái tụi em đã đồng hành với nhau để mà có thể hoàn thiện được cái một sản phẩm như chị thấy ở đây. Chị thì chưa cầm nắm cái món sản phẩm này, nhưng mà nhìn bằng ánh mắt, bằng trực quan của mình nhìn á, thì rõ ràng chị thấy nó rất là đẹp. Như chị lúc mà còn nhỏ mà được nhìn thấy một cái món đồ chơi như thế này thì sẽ rất thích. Không biết để thực hiện nó thì sẽ mất thời gian khoảng bao lâu? Với những cái món đồ này là mình thực hiện bằng thủ công hay như thế nào? Bất cứ những sản phẩm đồ chơi bắt buộc phải có những giai đoạn thủ công, chắc chắn 100% luôn. Vấn đề là mình hạn chế được cái sản phẩm mình ở giai đoạn thủ công ít nhất hoặc nhiều nhất như thế nào. Nếu giai đoạn thủ công của mình càng nhiều, giá trị sản phẩm sẽ càng cao. Giai đoạn thủ công của mình càng ít thì giá trị sản phẩm nó sẽ thuộc gọi là đại trà. Tên của sản phẩm nếu đúng luôn gọi nó là mô hình. Và cái việc mô hình đó nó sẽ là đại diện cho một cái nhân vật, một cái gì đó họ mong muốn, họ yêu thích, thì họ sẽ gọi dùng cái từ là mô hình. Thì lúc này cái nghĩa của đồ chơi nó bao quát rộng hơn, lớn hơn. Và đôi khi có những sản phẩm trị giá rất cao và người ta chấp nhận bỏ tiền ra để người ta mua cái việc đó. Trở lại vấn đề về sản xuất, tất cả sản phẩm bên em hiện giờ đang là thủ công. Đó là một cái quá trình rất là khó khăn trong cái giai đoạn làm thử, test mẫu thử, hư, rồi chỉnh sửa, rồi góp ý của mọi người, góp ý của bên Nghi, rồi góp ý của các bạn bè trong giới, thậm chí cả các bạn nước ngoài. Và có một số trường hợp em vẫn phải chạy ra nước ngoài để mà em hỏi thử coi cái cách của họ làm như thế nào. Không đâu xa hết á, Thái Lan, Singapore, những cái nước mà có cái nền mô hình phát triển tốt hơn, trình độ của họ vẫn là một cái gì đó mà tụi em rất là mong tụi em đạt được. Thì tụi em cũng hy vọng là trong tương lai gần tụi em sẽ tiệm cận được cái trình độ. Khi mà tụi em làm tụi em sẽ hỏi là tại sao cái màu đó nó là gốc nước, tại sao cái màu đó nó là gốc dầu, lý do tại sao nó là như vậy. Vì nó có cái độ an toàn, vì nó có cái độ phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc với người lớn tuổi hơn. Đối với mô hình thì nó sẽ có một cái điểm quan trọng, đó là giới hạn về độ tuổi. Mình sẽ theo cái tiêu chí để mình sản xuất sản phẩm ra theo đúng cái tiêu chí đó, cứ theo đó mình làm. Cái tượng thanh đóng trên sân khấu đây thì cái chi phí nó sẽ khoảng bao nhiêu em? Chi phí hiện giờ tụi em đang bán ra ngoài thì đây là một cái dự án nằm trong series Tứ Bất Tử. Nó là một cái ấp ủ của team em khi mà tụi em muốn đưa ra một cái nhân vật, một cái thế hệ thần thoại mà đa phần các bạn bè quốc tế họ đều hiểu. Tụi em chọn cái nhân vật thánh giống mở đầu của series Tứ Bất Tử thì cái giá này tụi em đưa ra nó là 8.970.000 cho giai đoạn tụi em bắt đầu sản xuất. Còn sau khi tụi em sản xuất xong rồi thì giá nó sẽ nâng lên. Đó là quy tắc của ngành. Cái món này là nó thuộc dạng phân khúc khách hàng cao, nhưng mà tụi em vẫn có những khung phân khúc khách hàng thấp hơn hoặc là những bé nhỏ hơn có thể mua được những cái sản phẩm vừa ý. Tại vì chị hỏi loại này thì nó là thuộc dạng phân khúc khách hàng cao và khách hàng nước ngoài á chị. Nhìn lại một cái chặng đường với 11 năm sưu tầm đồ chơi của mình và với cái công việc kinh doanh của mình hiện nay thì có cái ước mơ nào hay những có cái gì mà em thấy em đặt ra mà em chưa thực hiện được? Thực ra thì em không có ước mơ, em chỉ có mục tiêu thôi chứ không có ước mơ cả. Đúng không Tâm? Chúng ta có mục tiêu mình đưa lên những cái sản phẩm của Việt Nam này. Nói là Việt Nam cũng có rất là nhiều người giỏi. Ban đầu sưu tầm mô hình là ước mơ. Rồi khi sưu tầm được rồi bắt đầu chuyển qua làm. Mấy tháng đầu nó vẫn là ước mơ. Nhưng mà khi mà nó thành công việc rồi nó khác. Nó áp lực lắm, như chị nói, nó cơm áo gạo tiền, rồi về gia đình có đồng ý cho làm hay không, rồi những người thân xung quanh có ủng hộ hay không, thì lúc này nó không còn gọi là ước mơ nữa mà lúc này nó gọi là áp lực, trách nhiệm. Để mà tạm thời tụi em quên đi những cái đó, tụi em đặt ra một thứ nó gọi là mục tiêu. Thường tụi em sẽ ngồi bàn với nhau là năm nay mình làm cái dự án nào chung đi, rồi đó làm xong thì nó sẽ là xong một cái mục tiêu, sẽ cảm thấy nó nhẹ hơn. Và trong cái mục tiêu đó chắc chắn là sẽ đề ra những cái gạch đầu dòng giống như chị nói đó, kiểu như có thực mới vượt được đạo, hoặc là sản phẩm nó như thế nào, phù hợp với ai. Khi mình đạt được cái mục tiêu mình làm ra rồi thì thật sự lúc đó mình mới quay lại mình ước mơ của mình đó, thì thật ra là mình đang làm những thứ này. Đúng rồi, bao giờ nó cũng phải khởi nguồn từ cái ước mơ, tại vì chính cái ước mơ, chính cái đam mê đó thì mới giúp mình có thể vượt qua được tất cả những cái áp lực như em nói. Nếu mà em không có cái đam mê, không có ước mơ thì em sẽ không vượt qua được tất cả những cái áp lực trong cuộc sống đó, đúng không ạ? Cảm ơn cuộc trò chuyện của Nghi cũng như là Tâm với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời ngày hôm nay. Rất là thú vị khi mà sau cái cuộc trò chuyện này thì Hoa đã biết thêm một cái địa chỉ, đó là FM Shop, và có thể là chắc một ngày gần đây chị sẽ đến để check in với những cái món đồ chơi rất là thú vị tại shop của em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.
Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Tô Quốc Nghi trong khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay. Người ta khó khi nào có thể đạt được thành công nếu như họ không làm những điều mà họ đang yêu thích. Và ngày hôm nay với những đam mê của các anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chỉ cần có đam mê và biết chia nhỏ những cái điều khó khăn ấy thành những điều đơn giản để chúng ta thực hiện từng bước một thì hoàn toàn chúng ta đều có thể chinh phục được những điều mà mình mong muốn. Và với khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay, xin được mời người dẫn chương trình Quỳnh Hoa sẽ cùng trao tặng một huy hiệu của chương trình cho nhân vật khách mời anh Tô Quốc Kỳ. Chúc cho những dự định trong tương lai của anh cùng với những người bạn đồng hành của mình sẽ đạt được những thành công. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Tô Quốc Nghi và người bạn của mình đã cùng đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Và cũng xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.